Thưa quý vị, Tết cổ truyền, trái cây được tiêu thụ rất mạnh. Mọi gia đình dù có điều kiện hay không, khó khăn như thế nào thì vẫn phải có trái cây dâng cúng gia tiên. Với các nhà trường, trái cây được chú trọng nhất để góp mặt vào thị trường Tết. Gia đình anh Mai Quốc Khánh ở ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ có 500 gốc mãng cầu đang được chăm sóc trái vụ để có thể thu hoạch vào dịp Tết cổ truyền. Ước tính năng suất vụ Tết năm nay, vườn mãng cầu của gia đình anh có thể đạt 4 tấn. Ví dụ mãng cầu Tết năm nay thì bước đầu cái lúc mà giai đoạn mà xử lý ra qua để cho phục vụ Tết thì lúc đầu do nơi tình hình mưa bão, nói chung là ai cũng ảnh hưởng hết, nó hơi khó khăn cái giai đoạn đầu. Thì lúc đến hiện tại lúc này thì thời tiết đã thuận lợi, tương đối thuận lợi. Cái hiện tại trái nó đã hình thành trái rồi, bắt đầu đang bước vào cái giai đoạn để mình tỉa trái, loại bỏ những cái trái mà không đạt. 1.000 gốc đu đủ trồng theo phương pháp hữu cơ của gia đình anh Ngô Quốc Chiến ở ấp Lộc Hòa, xã Bình Giả, huyện Châu Đức, hiện đều cho trái to đẹp và kịp thu hoạch vào dịp Tết cổ truyền. Dự kiến từ Tết Ông Táo trở đi, tức khoảng 23 tháng Chạp, anh Chiến sẽ xuất bán 15 đến 20 tấn đu đủ. Vào dịp Tết thì nhu cầu thị trường nó cao hơn và giá cả của nó thì nó cũng cao hơn những ngày bình thường. Nên là thế mình canh vô được đúng thời điểm thì mình sẽ được có lời nhiều hơn. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích trái cây của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 12.000 ha. Bình quân mỗi tháng sản lượng trái cây của tỉnh cung ứng ra thị trường gần 10.000 tấn. Riêng mùa Tết sản lượng trái cây tăng gấp 2 đến 3 lần. Thời điểm này tại nhiều vườn trái cây, thương lái đã bắt đầu đặt mua hàng Tết.